Phù Linh là xã thuộc huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Theo truyền thuyết, nơi đây tại núi Sóc, Phù Đổng Thiên Vương thánh gióng hóa về trời. Cánh rừng dưới chân núi Sóc đã trở thành điểm di tích đặc biệt tại địa phương. Tận dụng cánh rừng đang được bảo tồn tại núi Sóc, bà Trương Thị Nụ đã phát triển sản phẩm mật ong rừng, mang lại nguồn thu lên tới nửa tỷ đồng mỗi năm. Sản phẩm mật ong rừng đã trở thành đặc sản ô cốp của địa phương, được giới thiệu tới đông đảo người dân và du khách khi ghé thăm mảnh đất này. Có màu vàng tự nhiên, mật ong sánh mịn, thơm ngon. Đó là những đặc trưng của mật ong được nuôi tự nhiên tại cánh rừng núi Sóc, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Thời điểm từ tháng 2 đến tháng 6 hàng năm, khi những con ong đến mùa lấy mật, khi các loại hoa rừng rồi rào đua sắc, là lúc bà Nụ tất bật bước vào mùa quay ong. Phú Linh thì may mắn được ưu ái là thánh gióng khi trở về trời ấy, là để lại một cái cánh rừng là nói là nguyên sinh thì mình không dám nói hoàn toàn là nguyên sinh, nhưng mà cũng rất là may mắn là có thánh gióng thì mới giữ được cái cánh rừng đến thời điểm bây giờ là hình như là đến bây giờ gọi là nguyên sinh, vì là không được chặt phá không nữa thì rất lợi thế cho nuôi ong. Năm 2008, bà Nụ bắt đầu nuôi ong khi được người quen gửi tặng một số đàn ong. Nhận thấy việc nuôi ong nhàn rỗi lại cho giá trị kinh tế, bà Nụ bắt đầu tìm hiểu việc nuôi ong. Tôi nuôi ong từ năm 2008, lý do là năm đấy là bị đau khớp đi viện thì uống nhiều thuốc, đau dạ dày. Sau đó một người tặng cho là đầu tiên có 2 tổ thôi. Nhưng sau khi mà nuôi một thời gian lâu thì mình cứ nhân dần lên là bây giờ thành nghề nuôi ong. Những ngày đầu nuôi ong, bà Nụ không ít lần bị đàn ong tấn công do thiếu kinh nghiệm. Thế nhưng, mỗi lần quay mật, nhận thấy nghề nuôi ong có thể giúp bà và những người nông dân trong vùng đổi đời, bà Nụ thêm quyết tâm học nghề. Từ lúc mà được cho tặng 2 thùng ong ấy thì nó đốt rất đau, nhưng mà sau đó thì lại cứ thấy nó đi lấy mật về. Thì mình lại ham, nên từ đấy là mình cứ nuôi thì tự nhiên là nó cứ xoáy vào nuôi không bỏ được. Nó đốt rất đau nhưng không bỏ được. Đến lúc mà cho đến mùa mà đi lấy mật thì mình cứ cảm nhận là mình có đường ấy thì mới là lấy mật. Bây giờ cứ tự nhiên lại quay lại nó được ra cái mật đấy, cứ tự nhiên là mình lấy không được ấy. Đấy là cái tâm lý mọi người nào, nhưng mà tôi là cảm tượng lấy không được là mình ham. Thời điểm đó, ở Sóc Sơn, người dân chỉ nuôi ong với số lượng ít, chủ yếu nuôi bằng phương thức truyền thống. Bà Nụ là người phụ nữ đầu tiên tại huyện Sóc Sơn quyết tâm phát triển nghề nuôi ong trên quy mô lớn. Thay vì chỉ nuôi vài đàn ong, bà bắt đầu hành trình tầm sư học đạo đến với những nơi có nghề truyền thống nuôi ong để tìm kiếm phương thức nuôi mới, mang lại hiệu quả hơn. Cái ông cụ lão thành ngày xưa họ nuôi rất giỏi, nhưng mà họ chỉ nuôi theo cái lối cổ thôi, họ không nuôi theo cái lối mới. Thế thì cái sự mà để nhân chia đàn để phát triển đàn thì nó rất khó. Thế thì sau đó thì cũng được độ 2-3 năm mà nó khó lắm, mà nuôi đốt thì hoàn toàn phải nhờ người, cứ hơi một chút lại phải nhờ. Thế sau thì cũng tham gia với các cụ bảo là thôi bây giờ thì cháu còn ít tuổi ấy, mà cháu lại ham thế này rồi thì mà cảm thấy chăn ong là ham lắm, mà nó lại lợi nhuận kể ra nó phải so gấp 5 gấp 10 lần với một trồng lúa nếu như một thùng ong ấy, thì nó rất là lợi nhuận rất cao mà lại nhàn, thì thôi các cụ thông cảm để cháu đi ra ngoài cháu học. Thế thì cũng rất là may mắn, vừa là mình là phụ nữ thì đầu tiên tôi đi nuôi ong là cả huyện là có một mình là nữ thôi, thì cái học hỏi nó lại rất dễ. Lúc đầu tiên là ở đây nó chưa có, tôi phải sang tận Bắc Giang đi Ba Vì để mình học, nhưng mình lợi thế là nữ thì người ta cũng chia sẻ thật là bây giờ chúng tôi nuôi năm nay là 40 năm rồi nhưng mà không có một người nữ nào đi cả, chỉ có mấy người nữ đi theo chồng thôi, là phụ thuộc đấy đến để kiểu như giám sát thôi. Nhưng bây giờ nếu mà chị hoặc là cô cũng có người bảo đấy là nuôi thực sự chúng tôi sẽ chia sẻ hết thì cũng rất là may mắn.
Nhận thấy quê hương Phù Linh có cánh rừng được bảo tồn, sau khi đi học ở nhiều nơi, bà Nụ đã quyết định di rời đàn ong từ vườn nhà lên cánh rừng vào mùa con ong lấy mật từ tháng 2 đến tháng 6. Từ số lượng chỉ 5 đàn ong, bà đã học cách nhân đàn, đưa số đàn ong lên tới hơn 200 đàn để cung cấp lượng mật lớn ra thị trường. Khi mà con ong mà cho vào đấy được ấy thì cái thứ nhất là cái nước của ở trên nó dùng cái nước ở suối ở trong rừng trong núi mà chảy ra nó đã sạch rồi thì nó rất tốt, nó rất khỏe cho con ong. Khi mà chúng tôi đã chuyển ong vào trong rừng để lấy mật ấy thì lúc bấy giờ là đàn ong rất đảm bảo rồi, thì vào đấy là cũng nhờ cái những tán rừng ấy thì nó mát này, rồi thì có nước sạch nữa thì con ong rất khỏe mạnh. Trong cánh rừng tự nhiên dưới chân núi Sóc, vào mùa con ong lấy mật, có rất nhiều loại hoa dại như hoa xuyến chi, hoa bạch đàn, hoa bồ công anh để đàn ong lấy mật. Khu rừng tự nhiên với nhiều tầng tán giúp đàn ong khỏe mạnh, chất lượng mật nhờ đó tốt hơn. Lúc bấy giờ vào rừng ấy là ăn hoa tạp ở dưới những cái cây tạp ở dưới cánh rừng nguyên sinh đấy và hoa bạch đàn. Sau mỗi thời gian lấy mật, từ tháng 7 đến tháng 2, bà lại thu những đàn ong trở về vườn nhà, tiếp tục dưỡng chúng, nhân đàn để chuẩn bị cho một mùa mật mới. Thay vì cho đàn ong ăn mật để dưỡng đàn, bà Nụ sử dụng phần lớn chuối tiêu để dưỡng đàn ong. Theo bà, trong chuối có nhiều loại vitamin, lại là thức ăn tự nhiên, vì vậy đàn ong sẽ cho chất lượng tốt hơn. Là khi chuyển ong về để dưỡng ong là tôi sẽ nuôi bằng chuối. Tôi nuôi hoàn toàn bằng chuối tiêu ấy, cái quả chuối tiêu ấy, là mình cái cũng qua tham khảo của ở trên sách báo ấy mà kỹ thuật ấy, thì cái hoa quả nó sẽ nhiều cái vitamin, các loại vitamin tổng hợp nó có thì để rất lợi thế cho con ong về cái mùa sinh sản này. Thế còn về đường ấy thì cũng vẫn nhất thiết phải chăn, nhưng mà sau khi mà về mùa đông ấy thì tôi mới chăn đường, còn mùa dưỡng này là tôi sẽ dưỡng bằng chuối. Để tránh cho đàn ong bị tấn công bởi các loại ong có độc tính cao như ong vỏ vẽ, ong đất, bà Nụ đã học hỏi cách làm lưới dụ các loại ong này. Đây cũng là cách làm mới bà học hỏi được nhờ những lần đến với các vùng nuôi ong. Nhờ những sáng tạo mới trong cách làm, mô hình của bà Nụ đã được Hội Nông dân các cấp tại địa phương nhân rộng để giúp người nông dân phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong mật dưới tán rừng. Đến nay, chỉ tính riêng chi hội nông dân thôn Cộng Hòa đã có hàng chục hộ dân phát triển nghề nuôi ong. Như gỗ chỗ của bà Nụ thì cũng phải nói là một trong những cái mô hình được nhiều hội viên nông dân hiện nay là đang là học tập và sẽ nhân rộng. Hiện nay đã nhân rất nhiều, là ví dụ như là trong cái chi hội ấy, thì hiện nay là có 10 đến 15 trường hợp là đang bắt đầu là nhân rộng từ cái việc của cái chú Tị Lụng. Tôi làm là một trong những hội viên rất chi là tích cực trong cái phong trào đi đầu là nuôi ong nuôi lấy mật để được là và hội viên đánh giá rất cao, và đồng thời là được xã đây là hội nông dân xã cũng công nhận, để rồi là mà hàng năm mới là được nó là các cái cấp chính quyền tặng thưởng là nhiều cái thành tích, một là chi hội, xong đó đến cái mô hình của nhà của bà Trương Thị Lụng. Để tiếp cận khách hàng, những năm đầu nuôi ong, bà Nụ thường xuyên tham gia các hội chợ tại địa phương để quảng bá sản phẩm mật ong dưới tán rừng núi Sóc. Ong cho chất lượng mật thơm ngon, khi dùng thử, bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được vị thơm của các loại hoa rừng, độ sánh mịn của mật. Nhờ đó, mật ong của bà Nụ nhanh chóng chiếm được cảm tình của người tiêu dùng. Thì trước ngày chưa có thương hiệu ấy thì chỉ nuôi nó 20 đàn đến 30 đàn thôi, trước khi làm thương hiệu đấy. Thì tôi nhất định tôi không làm đâu, bảo có ít này làm ra có đủ bán đâu mà làm thương hiệu. Mà mình cũng lại ngại, thế nhưng mà sau khi làm thương hiệu ra thì bây giờ phát triển đến những mùa đi lấy mật là tôi phải nuôi hơn 200 đàn. Thì cái mật của mình ấy thì bây giờ là cũng rất may mắn là mọi người người ta mua rồi người ta lại cứ gọi lại.
mà ở dưới Hà Nội người ta, những người người ta ham hiểu về thương hiệu ấy, thì người ta dùng nhiều. Khi số lượng mật ong ngày càng lớn, đồng thời mong muốn xây dựng thương hiệu cho mật ong Phù Linh, nơi Thánh Gióng dừng chân trước khi về trời, đồng thời giúp cho những người nuôi ong tại địa phương phát triển, bà Nụ đã quyết định xây dựng thương hiệu cho mật ong rừng Sóc Sơn, đồng thời tham gia vào chương trình OCOP. Sản phẩm được đánh giá OCOP 3 sao, bà Nụ tiếp cận được nhiều khách hàng hơn, giá bán sản phẩm cao gấp đôi so với trước đây. Từ lúc mà có thương hiệu ấy, tôi mà đi để tiếp cận với các cái hội nghị, hội chợ thì nó cũng khoảng tầm là 3-40 cái cuộc tiếp xúc như thế rồi. Có một cái sản phẩm lại mang tên của sản vật của xã Phù Linh, lại cái câu chuyện về sản phẩm để mình được chứng nhận ấy, thì lại câu chuyện viết về cánh rừng của Thánh Gióng, thì cũng rất là may mắn, cũng nhờ có cái câu chuyện về sản phẩm đấy thì nó được lan tỏa vùng rất rộng. Trung bình mỗi năm, cơ sở mật ong của bà Nụ cung cấp ra thị trường từ 1.500 đến 2.000 lít mật ong. Với giá bán 400.000 đồng một lít, bà thu về khoảng 600 triệu đồng. Không chỉ tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, bà Nụ còn xây dựng thương hiệu cho sản phẩm mật ong Phù Linh, giúp nhiều người biết đến sản vật này dưới chân núi Sóc. Sản phẩm của mật ong của chị Nụ đây thì đây cũng là một cái sản phẩm OCOP của địa phương. Tức là khi mà có cái sản phẩm mật ong rừng này thì chính là địa phương chúng tôi, tức là trở thành là một cái quy định để được trở thành là thôn thông minh đấy. Thế nên là chúng tôi cũng đã, thôn của chúng tôi cũng đã trở thành thôn thông minh, và cái sản phẩm này là sản phẩm OCOP được nhà nước công nhận. Do vậy mà khi mà sản phẩm của mật ong của chị Nụ đem ra thị trường thì đã được thị trường rất chi là yêu thích và yêu chuộng. Trong tiến trình chuyển đổi số, bà Nụ không ngừng học hỏi để tiếp cận khách hàng bằng nhiều phương thức. Dù ở tuổi ngoài 60, bà Nụ vẫn thường xuyên live stream để quảng bá sản phẩm, đồng thời học cách quay video, dựng các đoạn phim để nhiều người tiêu dùng biết đến quy trình nuôi ong độc đáo của bà. Trong khi mà làm ong ấy thì tôi cũng nhờ các cháu nó quay cho để về tự mình làm thước phim, rồi thì làm các cái video để đăng lên Facebook và đăng lên Zalo để cho mọi người biết đến sản phẩm của mình. Trong suốt hành trình 16 năm làm nghề nuôi ong lấy mật, bà Nụ đã không ngừng phấn đấu và trở thành nữ thủ lĩnh tiên phong trong đổi mới nghề nuôi ong tại địa phương. Nhờ đức tính kiên trì, ham học hỏi và tinh thần xây dựng quê hương, bà Nụ đã nhận được bằng khen của các cấp ngành. Mong muốn đưa nghề ong thành nghề chủ lực tại địa phương, bà Nụ sẵn sàng chia sẻ với mọi người về cách nuôi ong tự nhiên mang lại giá trị kinh tế cao cho bất cứ ai muốn học hỏi. Tôi thì cũng rất là mong muốn bây giờ cái kỹ thuật nuôi ong của mình thì cũng rất là cao rồi. Thì tôi cũng mong muốn được rằng là có những ai mà đam mê, nó phải đam mê cơ, thì cái cánh rừng nguyên sinh của Thánh Gióng này ấy, bây giờ thì không ai chặt phá được nữa rồi, mà suối nước rất nhiều luôn. Nuôi ong là một lợi thế của suối nước và rừng rậm. Thế thì cũng rất là mong muốn được là quanh khu vực này hoặc là ở chỗ nào khác nữa có ai mà đam mê về nuôi ong thì tôi sẽ sẵn sàng là chia sẻ kinh nghiệm, rồi thì cung cấp giống cho mọi người để cùng tận thu cái cánh rừng nguyên sinh của Thánh Gióng tại đây.